tình yêu cũng như vị ngọt ngào của chiếc bánh kem đang hiện diện ở hai nhân vật đăng quang trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tình yêu cũng được đặt trước tất cả những khó khăn gian khổ để chú rể phải minh chứng cho lòng dũng cảm của mình để vươn tới đỉnh cao chân chính của tình yêu. Và ngay bây giờ, chiếc dao rất sắc nhọn để tôi kiểm tra. Rất sắc nhọn ạ. Và xin được trân trọng kính mời chú rể hãy lấy một chiếc một chút ngọt ngào của bánh kem ra đầu lưỡi con dao nhọn đi ạ. Một chút thôi ạ. Vừa miệng cô dâu là được. Và ngay bây giờ, nếu như chú rể trao cho cô dâu sự ngọt ngào của tình yêu mà không làm đau cô dâu, tức là anh đã hoàn thiện sứ mệnh cao cả của mình, đó chính là mang lại niềm hạnh phúc cho cô dâu trong ngày đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời chú rể. Rất ngọt ngào. Một chàng vỗ tay thật lớn cho giây phút này nha. Một cách thể hiện rất đặc biệt. Tôi rất thích cách thể hiện của anh. Chúc mừng anh chị.